Doctor Natro, đây là cái chai tẩy sạch những cái vết canxi đồ đó, tẩy được nhiều lắm, tẩy đa năng, nó tẩy được vết dầu mỡ giấy khét, nó tẩy được những cái vết trên bề mặt da nhựa inox, bề mặt đá kính, rồi khử mùi hôi, diệt khuẩn, tẩy rửa đánh bóng nữ trang. Sản phẩm bên này thì thật ra tôi biết từ lâu rồi nhưng mà bây giờ mới có dịp trải nghiệm. Sẵn đi tẩy mấy cái canxi của mấy cái vòi nước ở dưới nhà tôi. Mọi người thấy là đây là những cái vết đóng canxi rất là cứng đầu. Thì cái này mình sẽ để trong khoảng chừng 5 phút mình sạch, xong mình để cái 5 phút mình quay lại mình quay lại trà. Nhưng mà trong thời gian đó chúng ta có thể thử cái gì đó không? Cái sofa, tại vì cái chai này nó tẩy đa năng, nó tẩy được trên rất là nhiều chất liệu. Cái này là thấy rõ ràng luôn đúng không? Còn gì thích hợp hơn? Cái nồi này, chúng ta sẽ thử với cái nồi này. Hả? Khác biệt ngay. Thật ra tới cái khúc này là mọi người mua được rồi đó. Trong vòng chưa đầy một phút nữa, tới được thằng này đi. Tới khúc này là mua được rồi đúng không? Sử dụng được cho rất là nhiều cái loại mặt phẳng và có kháng khuẩn. Như một chai này 500ml, giá của nó chỉ có 135.000 thôi, và sẽ có tặng cho mọi người cái miếng mà tôi già lúc nãy đó. Nhà nào mà có những cái đồ đạc son nồi rồi nè, cầm trà thì có thể cân nhắc nghĩ tới cái chai này. Cái chai này là chai tôi biết từ lâu rồi đó, rồi tết tôi kêu nhân viên tôi mua mà mua không được, tại sao đóng lại rồi. Tuyệt vời.